Rồi xin chào cả nhà, quay lại kênh Cá Coi Trần Đức Cường trong series Cá Coi Xuyên Việt 2023 của mình nha. Hiện tại mình đang ở xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đó nha. Và bây giờ là 6 giờ sáng. Tại do anh khách hàng của bên mình đang chuẩn bị đi làm thì anh có hẹn 1 giờ trưa lận. Anh kêu để anh xin nghỉ buổi chiều, nhưng mà thôi bây giờ mình tranh thủ mình tới sớm để mình vô mình quay video luôn cho cả nhà xem luôn, rồi ảnh đi làm sớm luôn, 7 giờ anh đi làm luôn là hợp lý luôn, khỏi phải nghỉ. Rồi mời cả nhà theo chân mình vô trong cái hồ cá coi của ảnh để mình quay, rồi mình gặp ảnh, rồi có gì mình trao đổi với ảnh về thông số hồ cho cả nhà xem ha. Rồi cả nhà, đây là cái hồ cá coi của ảnh xây từ năm nào anh? Từ 2021, 2 năm. Khoảng tháng mấy anh nhớ không? Tháng 3. Khoảng tháng 3, vậy là đúng 2 năm rồi hả? Hồ cá coi thì xây theo kiểu hiện đại, nhà có một vách kính ở đằng trước và ốp gạch men. Cái này gạch men đúng không anh? Này đá. Đá hả? Đá nhưng mà nó cắt theo gạch men. Đá mà có khổ cũng hay, khổ nhỏ nhỏ hay ha. Đá trẻ. Đá trẻ. Cái hồ này có thể có diện tích là như thế nào anh? Này là ngang 3m3, dài 3m5. 3m3, 3m5. Mình để nước bao nhiêu anh? Để nước khoảng 1m5 anh. Mét rưỡi vậy, khoảng 1m5. Vậy là anh tính luôn cả lọc luôn rồi hả? Hồ em chắc tầm 11 khối mấy. 3m3 nhân 3m5 nhân 1m5 rồi. Anh, nó còn trừ cái mình trừ cái thành tường rồi, cỡ. Làm tường dày mà. Cỡ bao nhiêu này? 20 lận. Tường 20. Tường 20. Vậy là tính tổng hồ tầm khoảng chừng 12 13 khối hả? 12 13 khối là anh tính cả lọc luôn. Vậy là mình chia cái lọc như mấy khối anh? Chia cái lọc tầm 2 khối rưỡi à. Chia cái lọc tầm 2 khối rưỡi thì cho cái hồ khoảng chừng 10 khối. Cái lại xây khoảng chưa được 2 năm rồi là tính luôn cả thời điểm thả cá luôn. Đúng rồi. Là hiện tại như hồ này là mình bỏ full cá Nhật anh? Full cá Nhật ra. Là hồi trước giờ mình có thay cá hay gì, đổi cá chưa? Sắp đổi, tại sắp cái này mới, cái rơm mới gắn. Là hồi trước là mình làm lọc truyền thống. Đúng rồi. Khoảng bao khoảng còn đồ ngoài kia vẫn còn chổi. Là khoảng bao lâu là mình đổ qua được rồi anh? Khoảng 5 rưỡi. Thấy nó năm rưỡi dơ quá, với cá nó nuôi hoài không lớn. Nuôi hoài không lớn là gì, giống như gian là mình cho ăn ít rồi bận vệ sinh không hả? Không dám cho ăn nhiều. Đúng rồi. Thấy cái kia lọc nó cũng tới đó rồi mà anh thấy gì, rồi hồi trước mình đi cái hệ thống ống sao anh? Xưa là bằng em đi 2 cái 90. 2 hút đáy 90. Đáy 90, 2 hút mặt 60. 2 hút mặt 60. 1 cái hút lửng 60. 1 cái hút lửng 60. Rồi cái đó là mình hồi đó là mình đi về ô chổi. Đúng rồi. Rồi khi mà mình đổi qua drum thì mình bắt buộc mình sửa lại thành phía bên này mình lên nối hết đúng không? Đúng rồi, lên nối hết. Lên nối hết. Rồi ống thông ngang, ống thông ngang thì ngang là 4 ống 114. 4 ống 114. Cái ô chổi mình bỏ ra rồi rung bỏ vào thì cái ô thứ hai là mình để gì ta? Để di mát luôn. Di mát. Rồi ô số 3. Số 3 là canet. Ô số 3 canet, rồi ô số 4 là bơm. Mấy bơm tham quan có cũng được. Rồi. Mấy bơm thì mình sử dụng mấy máy. Em đang xài 2 máy. Nhưng mà trong đó tới 3 4 máy rồi. Chưa làm thêm đó. Là mình để dự phòng hay sao? Đâm 50 khối. Mà đang chạy là bơm chẳng là bơm 45 khối thôi, nó vẫn còn dư. Vẫn dư. Thì hồi xưa là chạy bơm tới tổng bơm tới gần 70 khối luôn. Giờ đổi bơm bớt, chứ hồi xưa thấy cái luồng yếu quá, đổi cái bơm cho mạnh nè. Giờ cái luồng anh thấy nhìn nước đang sấy luôn á. Rồi. Tăng cái mở bơm khác. Tăng cái bơm. Thì cái bơm kia quăng ra cũng chưa tháo nữa. Và thì để nó coi như dự phòng, lỡ như cái gì thì mình vật ra. Rồi bơm luồng hiện tại là bơm bao nhiêu ngàn? Bơm luồng là bơm 25 khối. 25 khối. Còn là bơm lên 3 kg. Rác là bơm 20 khối. Bơm 20 khối. Mà trên cái 3 kg này là mình chứa gì? Sứ thanh hết à. Phun từ tầng 1 tới tầng 2, 3 đều là sứ thanh luôn. Sứ thanh hết. Rồi vừa rồi mình vừa trao đổi với anh khách về thông số hồ cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo ở tập thứ 4 ở trong hành trình series Cá Coi Xuyên Việt 2023 nha cả nhà. Bye bye.